trời ơi ông chồng không đi tới nhà nào là ông đọc nhà đó thiệt luôn. Lát rồi làm ta trả số chồng. Ủa nhưng mà rộng không chồng ơi? Dạ rộng. À rộng sạch sẽ. À, sao nữa? Dạ cũng thoáng mát luôn á. Ở trong ai mà đậu diễn không ai. Dạ dạ. Bây giờ có một con bên Mỹ mới gọi cho em bảo em là đạo diễn cho trọng súng. Mới gọi thì nè. Cho anh nhận đi, cho mình nhận hết luôn rồi. Ở đây có 10 anh. Cha rồi. Quỷ ơi, quỷ ơi. Khoe này con. Con lại đi con ơi, tiễn mưa tới. Để anh chậu đi lại nhà đi. Chưa đâu. Mưa tới. Phương lưu của dế mèn Phương lưu ký quá. Trọng súng Phương lưu ký. Mang quay lấy. Cầm tivi này vô duyên quá nha. Ôi trời. Căn nhà của Thứ Tư của trọng súng đây cả nhà. Cho bà Thịnh Thiện, mong kênh đây Thịnh Thiện. À, vậy là con này biết rồi. Để có điện cô nha, bây giờ cô quyết định cho đồng chúng ở không? Phải nữa, con nhỏ hơi ồn. Chứ bây giờ là cô chắc chắn, ở đây là phải chứ có 10 ngày anh đi tất cả ở đây. Cô rất cảm xúc là đồng đi, cô cho ở không? Để mất công là ở 2-3 ngày là cô đi nữa. Nhưng mà nếu mà không đồng ý, nó ngoạn ngoạn hơn thì một tháng sẽ đi. Cô nói trước nha. Cô nói với Cưng vậy đó, nếu mà ở sẽ quậy quá, ông yên thì một tháng thôi. Hợp đồng là một tháng thôi. Nếu ở được thì ở, còn không được là một tháng là cho đi, không ở nữa. Dạ. Nhà đây là tự trọng đi tìm với trọng. Trọng. Ai chỉ em hay tự đi tìm rồi nha. Cái này là tôi làm đi. Tôi nói trọng rồi hả? Hai con nó trước nha, tụi vợ con cầm súng mấy đứa con nó quậy lắm nha. Thì cô nói rồi, bây giờ cô cho một tháng thử đó. Nếu mà nó ở được, ảo không được, cô không cho ảo nữa, quậy nó không cho ảo. Dạ. Ở nhà cô có ông già tăng chích sụp củi ảo mà. Dạ. Đúng rồi. Tại vì nó cũng vừa ở bên kia, người ta không cho ở đó. Dạ, con trước. Con nó trước rồi đó. Vậy là quậy quá hả? Ừ. Quậy nó nhiều rồi. Con có quậy. Cũng như mấy anh yêu cấp vô quay, người ta không thích, ta đủ. Con này cũng quậy nữa. Con mày cũng quậy. Cô coi cô biết anh mà. Cô nói trọng súng người nói tiếng. Cô bây giờ cô giống như cô giúp trọng súng đợt này coi như cô phúc đức lắm cô. Tại vì giờ hết đường đi rồi cô à. Hết đường đi rồi. Đường cả thành phố này không cho nãy nó đi tìm hết luôn rồi. Năm phòng được cô, không ai cho nó ở hết. Không ai cho ở hết. Bây giờ cô là cứu nó phút cuối chiều nay. Cô nói rồi thì một tháng thôi, nếu mà được thì cô cho ở rồi đi nha, cô nói trước rồi đó. Dạ. Rồi. Giờ vô trả tiền đầu lặng tháng tính sao mà mới đóng tiền nước. Tiền một tháng 2 triệu. Điện nước tính riêng. Tính riêng. Có cặp không cô? Điện nước là tính riêng đi, giờ xài tới đó, cái đâu tính cái đó, một giờ đô là đóng 2 triệu thôi. Tiền cặp không cô? À hay quá, cô không lấy tiền cặp mừng quá. Hiện giờ đưa 2 triệu đó, ảo hết đủ 2 triệu thôi. Dạ. Cô trong họ cô tên gì? Thôi không nói tên đâu rồi. Cứ đi là không ở đây cô là cũng trong nhà được rồi nè. Thế như có 10 anh tụi chúng tôi ở đây là chúng tôi đã tiền cộng đồng rồi. Coi cho ở được 1 tháng. Nếu ồn quá cô vậy ở đi, cô chấp nhận rồi. Tại đồng chúng ta diễn, tại đồng chúng ta phải chạy. Cái gì mà nói vô nãy xuống cô biết sao không? Có biết sao không? Tại vì nếu cô không có ở thì chắc tối nay ngủ ngoài đường nguyên gia đình luôn. Nói dữ vậy. Con nói dạ. Giờ đi kiếm không có. Nó tính rồi đó cô. Tối nay mà tao chưa. Quá phải không? Dạ. Đó thấy chưa? Con quậy quá. Ta đang không có nhận cô à? Quay xuống nhà được rồi. Không, quay làm gì đâu. Nói chuyện đúng rồi, đúng quay nữa. Vậy là đây là cô chủ nhà. Quay cũng đã. Bây giờ trọng súng để cái xe mình đến chỗ phòng trọ mới nè cả nhà. À, coi chừng nha. Xe này nó có cái đồ gắn cho xe máy nè. Đây là trọng súng. Trời ơi, trọng súng cực khổ đi kiếm nhà trò. Mới đi kiếm được mấy phút là người ta không cho ở vì con nít nó khá quá cả nhà. Sợ nó ồn á. Mặt rồi. Mặt con thấy chưa? Con quậy luôn hết rồi, nó đủ rồi thấy chưa? Rồi uống cà phê rồi nó nghỉ vụ nữa.
Nhưng mà Trọng ơi sao kiếm gì nhanh vậy trời? Nói chung là bây giờ Trọng sợ cuối. Hồi nãy người ta cho vô quay thêm ông của nội nó mới vô là quậy người ta nữa. Bây giờ anh phải để giải quyết mấy đứa con anh nè, cho nó nghe lời mới được. Chứ đi chỗ nào mà nó quậy như này sao? Người ta con vô con quậy rồi bị đuổi ngoài nè. Với cả người lớn tuổi 80 tuổi là mình không có thể quậy được đâu. Người lớn tuổi người già rồi. Đúng rồi trời. Thế là Phúc quậy nên là không cho thuê nè anh. Ừ. Ủa nó quậy nữa. Nãy thấy mới đặt cọc tiền xong rồi 500 ngàn rồi tưởng là chắc kèo rồi. Mà không ngờ là mang đồ đạc tới là cô lại trả tiền cọc nữa. Hả? Bây giờ ấy anh sao anh Trọng? Giờ đi tìm thôi chứ sao đang gì mà. Nhưng mà tìm là phải chắc á, chứ mà tìm 1 phút 2 phút rồi. Là anh đi một mình kìa, anh đi kêu đi YouTube chạy, 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 tôi nắng, cho anh thuê. Mắc xe giờ là đi. Đi đắng đi. Lấy xe máy à, còn xe máy bên đó hả? Ừ, để bán ngoài trước sân. Thôi đi đi. Đi rồi về. Chắc luôn. Ngủ khách sạn đi Trọng. Không luôn. Không luôn hả? Và chắc cuộc tối nay cho vợ con ngủ gầm cầu với công viên nữa hả? Trời này chiến gầm chiến mưa kìa. Trời thiệt đi chứ. Thế buồn cho anh yêu của tôi quá à. Trọng ơi nếu không thì bây giờ là ở đây có nhiều anh YouTube ngưỡng tiếng xuống năng nỉ anh Phúc cho em ở lại được không? Em quyết định ở không? Anh em với năng nỉ cho anh Phúc cho em ở. Rồi em quyết định không? Chẳng lẽ tối nay em ngủ gầm cầu nữa hả? Đi về, mấy anh em đây khuyên thiệt đó. Chuyện thiệt lòng đó. Về bệnh xa lắm. Bây giờ anh em đừng tiếng khi nó đi. Thì chừng nào mẹ anh không có làm đó thì chở bà bệnh. Xa lắm đây bà bệnh, em đi mỗi lần ngán luôn á. Vô thầm ghê. Em không thể nó tách rừng khỏi mẹ hết đâu. Anh nếu muốn ở đây gần mẹ có một cô bà bình luận bà làng tổng nó chưa giúp được cái bầu cửa của mẹ đó. Nó nói vậy là buồn đó. Ông muốn biết còn thằng gan trên luôn. Đúng rồi, chưa dứt sữa nữa. Cái dòng dòng ở gần mẹ. Ở đây là có nhiều anh chị khi ngưỡng tiếng là cũng hết cách rồi. Đi về anh Phúc đi. Anh Phúc đi. Ê, anh khuyên đó. Ê, anh khuyên về anh Phúc quá. Còn mấy cô chú anh chị mà thường quân coi là nói là mấy năm YouTuber đạo diễn. Đúng rồi, đạo diễn thì khuyên hết mình cho nó. Một là về anh Phúc, hai ra cầm cầu hết. Hai là về nhà cha nuôi mới nổi. Cha nuôi mới nổi. Một về Lan Anh, hai là về Gò Dưa. Sao anh Trọng? Giờ chưa biết anh ơi, giờ sao đây ngồi. Hay tối nay ngủ khách sạn được không? Thấy rầu quá. Nãy tưởng nãy chỗ kia Phúc tới 89 rồi mà còn bể kèo hả anh Trọng? Phúc tới 89 cầm tiền rồi đó. Phúc tới 91 rồi chứ đã đặt cọc rồi mà. Đặt 500 nghìn. Thế cô nó tới cô nó bảo là chỉ gửi lại 500 mà anh. Đúng rồi. Trả lại. Thì cô con cho thuê cô phải trả thì thôi. Không, cô lấy điện thoại cô mà. Anh rồi mình trả lấy điện thoại cô mở YouTube ra cô thấy cô hết hồn luôn. Nãy là nội danh cô lấy điện thoại cô mở ra cô coi trong chúng là cô thôi nó tới đây ta trả tiền lại luôn là xong. Chắc thấy anh Trọng nổi tiếng quá hả? Nổi tiếng quá con nói gì luôn. Hồi nãy tới động tới là Trọng cô chưa biết Trọng trên YouTube nhiều, cô lấy điện thoại cô mở ra là cô thấy cô hết hồn rồi, rồi cô quyết định là trả lại 500 ngàn cho Trọng. Buồn làm chim ơi. Công trình nhỏ chạy tới dắt cái xe tới. Mày tính sao anh Trọng? Anh em ngẩn tiếng khi nó đi bơi giờ sao giờ. Hay đi nhậu xá xui anh Trọng ơi. Đi hồn chịt lộ không? Tiền không có, đi nhậu xá xui. Nhà thầy ở môn đó, nhà thầy. Nhà thầy ở tâm đó. Thôi để nó chơi xe rồi ông tàu lao xe quá. Xe cái gì nhà thầy gì đó là thoải mái luôn đó. Thầy được từ thiện mà. Xuống khu Hóc Môn Bình Chánh thì nhà thầy đó. Thầy của ông chứa nó. Nhà thầy từ thiện. Ơi thầy lên thầy khoái lắm thầy, nha. Thầy lên khoái ở. Tối nay tính sao anh Trọng? Tôi để tầm chi nghĩ. Không biết nữa, bây giờ tội trả đại hay ngủ luôn chứ sao. Đặt 500 nghìn tưởng là chắc kèo rồi mà. Thấy cái kèo mất cười quá. Nãy tôi thấy là mang đồ ấy, chị Thùy vô nhà trong hết rồi. Mà ai ngờ đâu bà thối tiền chạy không kịp luôn. Nãy giờ thì là mang ba lô vô con ngó phòng rồi. Rồi cô mới lấy điện thoại của ông chú ngồi bên cạnh đó. Ông chú bên cạnh uống cà phê đó, cô mở lên coi tầm chú cũng tò mò, ông đồng súng, đánh tầm súng ra. Ông lướt cô thôi đi rồi. Bà thấy ra lại chứ em mới lại em thấy chị thì phát tay không trọng súng lắc rồi. Đầu không rồi đó. Thấy cái sự nổi tiếng của mình hay là sự tai tiếng hay trọng súng không biết giờ trọng súng là bắt lần rồi đúng là bây giờ anh Trọng buồn thì sự đó thấy là rầu quá nha thấy hay cười. Là ở đây anh em YouTuber góp người 50 cho ông ở khách sạn nha. Hồi trưa là thấy anh còn cười vui chứ giờ thấy rầu được không ở khách sạn một đêm mà đứa nó 50 và dư ở khách sạn luôn ở khách sạn 4 sao luôn á con trời.
lâu lâu được ở khách sạn giờ chẳng... mới thấy cảm giác đây là cảm giác trọng biết buồn á, chứ trước giờ ở gầm cầu với công viên quen rồi mà có thấy buồn đâu. Tôi chạy về tình hình này không mấy, chạy lấy chiếc chiếu đỡ này. Làm sao lên quyết định ngủ ở đây hả? Mà trời mưa nè, mưa nè, đây là mùa mưa Sài Gòn mưa, mà anh lớn anh không sao mà mấy đứa nhỏ bệnh sao sao, sao? Ừ. Anh em mà em khiêng em hết á, anh không nghĩ cho anh với vợ anh thì anh phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ chứ. Dưỡng sinh. Chị Thùy này cả nhà, chị Thùy thì đang bế con đi vòng công viên này. Một phút này. Chích đâu. Tập dưỡng sinh. Xe này chắc là đang để nó ướt đầu á. Không đạp trên cái xe này. Bún đồ không biết. Hôm nay là anh đi kiếm cũng okay. Tầm 3-4 chỗ thôi chứ. Không có cái nào nhà hết. Rồi vậy là anh Trọng quyết định tối nay ngủ đây cả nhà. Quyết định chưa? Không ai mà ủng hộ Trọng ngủ đây nhá. Nhưng mà Trọng ơi, lớn mưa thì sao? Trọng nắng thì không nói nhưng mà mưa nè. Bây giờ Trọng che cái vô ra, Trọng tính ngủ ở đây là có gì. Ở đây không? Nhớ ở đây có 10 người được khiêng Trọng rồi. Ai cũng một tiếng khiêng Trọng. Đẩy xuống lại. Dướng bên đây nè. Trời ơi. Chưa bật lên mọi người. Ủa cái xe ra giỏ đi mua giỏ giỏ. Của bình điện. Bình điện của bình điện á. Bình điện hả? Bình điện bên này. Mình giống yêu hả? Ờ. Trái cây đây, quẹo lửa bà con. Trời ơi, nước 3 độ. Tới tối mưa có lớn thì vô đây đứng đỡ. Rồi mấy đứa nhỏ? Đứng ngay luôn. Có gì tôi dẹp ba này xuống tầng dưới. Anh định ngủ đứng hả? Quyết định à. Ngủ đứng á. Anh Trọng ơi có đói không? Lấy cháo ra anh Trọng. Đói nữa à, anh đói nữa rồi. Bánh cháo ra. Đói hả? Đâu kìa miêu cái. Cách vậy đó, đừng bớt cà rỡn lại đi. Đâu kìa miêu cái. Kìa miêu cái. Đã không có chỗ ở rồi còn giờ nó chẳng ơi. Đi kiếm trọ. Đi kiếm trọ chẳng ơi. Kiếm tự lái xe đi kiếm đi chẳng ơi. Đây này tôi đi kiếm đấy chẳng ơi, giờ không ai giúp nó đâu. Mình phải tự lực cánh sinh chứ. Giờ là mình lên đây kiếm rồi không ai đi theo anh hết. Rồi anh đi kiếm đi. Chứ có nhờ mọi người hoài khuất đời được sao? Anh đẩy cái xe tới chút rồi em đẩy cái nắng cho bây giờ quá. Đẩy lên trên lề nè. Không sao đâu. Không sao đâu, anh cứ để vậy đi. Mà đi tìm nhà đây có liên quan đâu. Trọng ơi, đi coi cẩn thận hỏi giá cả rồi ở tình trạng như thế nào nha, chứ không phải hấp tấp nha Trọng. Hỏi 2-3 chỗ nghe chứ đừng gặp nhà trọ cái vô cọc nữa đi. Chứ cứ hấp tấp hoài. Thứ tư Trọng đi tìm á, sáng giờ. Thế là một. Hy vọng lần này là thành công. Nhưng mà anh nói là có 3 đứa con nhỏ nha. Có 3 đứa con nhỏ nó hơi quản xíu nha, hỏi trước. Hỏi trước thì người ta chờ thì cho chứ không phải mất công anh nữa. Anh em đâu có hoạt động hết mình á. Nhưng mà không có xíu chứ Trọng. Trọng may mắn làm sao nha. Bye bye chàng. Không có nhà nha. Cái thích, cái thích, anh yêu.